Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay dự án 3 căn nhà rất là mới. Cụ thể vị trí của nó thì là thuộc Phượng Nghĩa với Phụng Châu, Chương Mỹ mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì gần với lại trường Đại học Thể dục Thể thao, gần với trục đường quốc lộ 6. Và với cái vị trí này thì giá bán cũng rất là hợp lý cho một cái căn nhà ngõ thông, đường ô tô có thể lùi vào tận cửa, đi vào tận cửa mọi người ạ. Và cái căn nhà này thì với cái diện tích 40m², hướng nhà đông nam, lô góc hai mặt thoáng, thiết kế như thế nào và cái giá chào bán thì vô cùng hợp lý. Chỉ với 1.890.000.000 đồng, quý khách hàng có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Cả nhà và đất 3 tầng đầy đủ luôn mọi người nhé. Ô tô đi qua cửa và với cái thiết kế 40m², hợp lý. Đây là cái phần căn nhà mà Ngọc Anh muốn quay và gửi tới cho quý vị. Lô góc hai mặt thoáng, cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái thiết kế căn nhà này thì ánh sáng tự nhiên vào trong ngôi nhà rất là nhiều đó. Bởi vì nó là lô góc cho nên cửa sổ mở thông mọi người ạ, mở tứ phía luôn. Và với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì đây là không gian phòng khách, phòng bếp đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền thiết kế là gạch vân đá màu trắng, thiết kế rất là đầy đủ, phù hợp với công năng sử dụng. Với nhà nào có ô tô thì đi lại rất là thuận tiện. Và với cái vị trí này thì nó cách với trường Đại học Thể dục Thể thao khoảng tầm 1 km mọi người nhé. Giao thông đi lại thuận tiện, cách với lại trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 1.5 km thôi. Đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà với cái tủ bếp là hoàn thiện xong hết rồi, gỗ MDF chống cong vênh mối mọt. Với cái thiết kế này thì theo như hiện trạng căn nhà này, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đây là cái phần phòng bếp cũng có cửa sổ mở ra phía đằng bên hông mọi người ạ, rất là thoáng. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite và phụ kiện bếp toàn bộ chất liệu inox 304. Đó, ở đây nước sạch đã được đầy đủ, điện riêng, nước riêng. Theo đúng như căn nhà này, mọi người có thể nhìn theo hiện trạng, có thể dọn đồ về và ở. 1.890.000.000 đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và ở đây thì có một cái máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này thì trên phía tầng 3, ở trên phía tầng thượng là đã có một cái bồn nước một khối và dưới bể ngầm thì có cái bể nước 2.8 rồi mọi người nhá. Theo đúng như cái căn nhà này thì đúng là chỉ việc kéo vali về và ở ngay. Phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là quý vị đi làm ở Chương Mỹ. Nó rất là hợp lý bởi vì cái giá bán nó rẻ cho nên nó sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng nào mà đang đi làm gần với cái vị trí nhà này. Không khuyến khích khách hàng ở Mỹ Đình hay là ở Cầu Giấy mua căn nhà này nhá mọi người, bởi vì đi lại nó khá là xa. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ rất là thoáng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Và đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Phía bên trong phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Nói chung với một cái căn nhà phân khúc thấp tiền như thế này, mặt ngõ thông, ô tô đi qua thì nói thật với mọi người cái giá nó rất là hợp lý cho một cái ngôi nhà cả nhà và đất. Chỉ 1.890.000.000 đồng mà lại còn có hỗ trợ cả vay vốn ngân hàng. Chắc chắn là quý khách hàng sẽ hỏi là nếu như căn này thì vay vốn được bao nhiêu. Cái căn này, nhà này thì ngân hàng có thể hỗ trợ tối đa cho quý khách hàng khoảng tầm 900 triệu tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ, phòng nào cũng vuông vắn. Tuy nhiên hai phòng ngủ này thì nó có nhìn ý, thì nó hơi nhỏ một chút mọi người ạ. Nó hơi nhỏ so với một tầng thiết kế một phòng, nhưng mà cũng không sao cả, nó rất là vuông vắn, dễ kê đồ nội thất. Đây, ánh sáng tự nhiên. Và ở đây thì có cả cửa ban công đây, rất là thoáng. Và cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng đông nam, cũng rất là mát. Bên cạnh này thì là hướng tây nam. Đây, cái hướng cửa sổ này thì nó là hướng tây nam mọi người ạ. Nói chung ấy, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, nhà thật, giá thật, ở vị trí Ngọc Ánh đều quay nó là thật.
giá bán nó cũng là thật. Nó chỉ khác nhau một chút cái bất động sản ấy, là nó nằm ở vị trí gần trung tâm, xa trung tâm, ngõ nông, ngõ sâu. Thì phải chia sẻ thật sự với mọi người, cái căn nhà này nó không gần trung tâm. Nó cách với lại Hồ Hoàn Kiếm, nó rơi vào khoảng tầm 18 đến 20 km mọi người nha. Cho nên quý vị nào mà có xem được video này thì có thể cân đối cái quãng đường đi trước khi mình đi xem nhà, xem nó có phù hợp với lại công việc hiện tại, học hành, con cái hay không. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đây, đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng, thiết kế rất là hợp lý. Phòng vệ sinh cũng khá là rộng, sen cây tắm, bồn cầu liền khối. Đây, lavabo. Như vậy, lên trên phía tầng 2 là chủ nhà đã thiết kế hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Vậy thì tầng 3 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì khi mà Ngọc Anh bước lên chân lên trên phía cầu thang ở đây, có một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, với tầng 3 của ngôi nhà này thì thiết kế tối ưu công năng sử dụng như sau. Đây là một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì hiện tại chủ nhà đang để đầu chờ. Quý vị có thể lắp, mà nếu như mà quý vị muốn sử dụng ở trên này là phòng ngủ thì quý vị có thể lắp, hoặc nếu không thì quý vị có thể để làm phòng kho. Đây là cái phần để máy giặt, và hiện tại ở cái khu vực này thì quý vị có thể thiết kế sân phơi, lắp dàn phơi thông minh. Nó vừa tối ưu cái diện tích sử dụng mà tuy nhiên thì cái công năng sử dụng vẫn cứ là ok. Và ở trên tầng 3 này thì chủ nhà thiết kế cho mình hai phòng riêng, hoặc là quý vị có thể phơi quần áo ở đây. Cái này thì Ngọc Anh đã chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân thôi. Thì quý vị có thể làm phòng ngủ này, phòng thờ này, phòng làm việc. Như vậy tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng thiết kế hai phòng ngủ, phòng nào cũng thoáng trước, thoáng sau. Công năng sử dụng đáp ứng cho quý vị đầy đủ cho một hộ gia đình. 4 phòng riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ riêng. Đấy, hoặc là quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Cái này thì đúng là tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình nha mọi người. Còn chủ nhà thì thiết kế hiện trạng nhà có như thế thôi. Đó, rất là thoáng. Xung quanh dân cư ở đây chắc chắn là quý vị cũng sẽ thắc mắc là với cái giá bán như thế này thì liệu nó có heo hút không, thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người là không nhá. Bởi vì ở đây nó gần với trường đại học thể dục thể thao và xung quanh dân cư rất là đông đúc. Dân trí thì nói thật với mọi người cũng rất là cao, bây giờ ở đâu cũng thế thôi. Ở Hà Nội thì gần như là cái quỹ đất ở trong thành phố nó còn rất là ít, thì bắt buộc phải ra những cái ven đô thì mới có cái giá cả nhà và đất 3 tầng 4 phòng riêng như thế này. Ngoài xin chia sẻ và nhắc lại với quý vị, với cái căn nhà này diện tích 40m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng 4 phòng riêng, phòng bếp và phòng khách riêng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về ngôi nhà, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.